Trong mai có rủi kề bên, rủi kia cũng sẵn có hên ẵn tàn. Đó là hai câu thơ mình đọc trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của cố nhà văn Kim Dung, diễn tả rất là đúng số phận của chiếc nón mà các bạn đang nhìn thấy trước mặt. Đó là chiếc nón Rock 01. Thì giới thiệu lại chút xíu, chiếc nón này từ lúc ra mắt nó được bán rất là chạy luôn, bởi cái mức giá hợp lý, đặc chuẩn BOT, kiểu dáng giống như Yuhi 978 mà còn được tặng thêm miếng phim chống động xương nữa. Nhưng mà dính đợt dịch bẵng đi một thời gian, bán chậm lại. Bên mình tồn kho hơn 300 cái nón màu đen bóng. Đó là cái gánh nặng tồn kho cực kỳ lớn luôn. Đó là một cái rủi đó. Và bên mình cũng thử nhiều cách để cố gắng giúp cho cái nón này hốt trở lại. Trong đó có phương pháp là gắn đuôi gió Bista cho nón này, cũng như là dán thêm nhiều bộ tem và kết hợp với những màu kính giúp cho chiếc nón nó ngầu hơn. Thì cái đuôi gió gắn cho nón này nè, mình phải nói là cực kỳ khó luôn, những chỗ khác không bắt chước được, tại vì muốn gắn được phải tháo lót và tháo mút của nó trong ra, sau đó canh chỉnh cái đuôi gió mới vào và gắn vào rất là dễ bị hư, bị lệch, bị xấu đó, mà làm được á. Và bên mình kết hợp với những cái bộ tem khác nữa để giúp cho chiếc nón này nó có nhiều option, nhiều lựa chọn hơn, và hiện tại kết quả nó chuyển thành hơn, nó là cái nón đang bán rất là chạy luôn, được ưa chuộng ở trong phân khúc khoảng 1.3 triệu tới 1.4 triệu là full option luôn nha bạn, là thêm đuôi gió, thêm kính gương cũng như là thêm màu tem luôn, và được tặng miếng phim chống động xương nha. Và hiện tại có một nỗi lo nữa là cái nón này nó sắp hết hàng, tại vì cận Tết á, mình đặt hàng cũng nhiều lắm nhưng mà nhà máy không sản xuất kịp. Nón này sản xuất thâm dụng lao động rất là nhiều, tại vì nó tốn nhiều chi tiết á, mỗi chi tiết đều phải lên kế hoạch sản xuất, và lắp ráp nó cũng tốn thời gian hơn so với những chiếc nón mà nhà máy đang sản xuất. Nhà máy Mafa thì làm chủ thương hiệu Royal nữa, mà hiện tại cái nón Royal 139 kính âm và Royal 20C á, là mỗi ngày họ sản xuất tới mấy nghìn cái và đều bán sạch hết luôn. Và mỗi một chuyền á, một ngày là lắp ráp được là cả nghìn cái, trong khi đó nón này một chuyền á, một ngày chỉ lắp ráp được khoảng 100 cái thôi. Cho nên họ ưu tiên làm những cái hàng giá rẻ, giá tốt, dễ làm và bán chạy. Còn hàng này bán ra thì hầu như là chỉ bán cho Hebi thôi, và Hebi cung cấp ra thị trường, cho nên nó thâm dụng lao động cao lắm ha. Đó, bạn nào cần thích á, thì liên hệ sớm nha các bạn. Nó không phải là hiếm hàng gì đâu, mà nó có thể là nó khuyết size nè. Và làm cái này nó tốn thời gian cũng nhiều cho bên mình, tại mình nói rồi đó, dán tem tốn nhiều lắm ha. Cũng có cái vui ha, tự nhiên đang bán chạy cây bán ế, cái tìm đủ mọi cách hết để làm cho cái nó đẹp hơn, nó tốt hơn, nhìn nó xịn hơn đó, và bán chạy lại. À, cái này mình cũng có là góp phần trong chuyện là cải tiến cái lót mút độ êm hơn rất là nhiều, và nó kín gió hơn rất là nhiều những phiên bản trước đây. Nói chung là mình cũng cố gắng làm việc với nhà phân phối, nhà sản xuất để giúp cho sản phẩm mình bán ra ngày càng tốt hơn. Rồi, cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.